Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha mọi người. Và bây giờ mọi người ai mà đi ăn sinh nhật cùng em thì ở lại cùng em nha mọi người. Em sẽ dắt mọi người đi ăn sinh nhật cùng em nhá. Mẹ Ninh về chưa con? Chưa. Chưa, vẫn ở đấy. Ai chở con về? Chú Phong với cả cô Thảo. Chú Phong chở về à? Vâng. Thế ở nhà nhá, ở nhà bố đi sinh nhật cô Tong nhá. Cô Tong nhá. Vâng. Ok không? Đang làm gì đấy? Con làm gì? Con chơi xong rồi bố. Có điện thoại. Không, máy chào tính. Chào cô chú chưa? Con chào cô chú. Chào thế nào? Con chào cô chú. Chào các bác. Con chào các bác. Ừ. Các ông các bà. Các ông bố ơi, xong về mua pin. Bố pin nào? Cho con ấy. Bao nhiêu? Bố pin 2A. Bố pin 2A gì? Ok. Đây là cái pin đó là... Ừ. Cái pin đi nhá. Ok, bây giờ. Ai bảo chú Thức đi mua cho. Chú Thức đi mua pin 2A. Đúng rồi, bảo chú Thức. Bảo chú Thức đi mua cho. Này Thức ơi. Này. Mua cho hẳn một hộp luôn. Mua 2 viên thì một tí lại hết điện. Đi ăn sinh nhật nha mọi người. Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày. Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Giữ chặt bàn tay mình cùng nhau đi hết bao tháng ngày. Mọi điều gian khó ta luôn vượt qua, để khiến ta nhận ra mình gần nhau hơn. Thôi cái gì? À thế à? Đi với tốc độ bèo. Ái dạ, máu nhỉ. Thế sao hay điện? Ui giời ơi, đi xe để cả xăng. Bố đi nhá. Bye bye. Bye. Ok. Để khiến anh nhận ra mình gần em hơn. Tình yêu cứ thế đông đầy trong anh từng ngày. Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác.